Với đời người, không nỗi buồn nào sánh bằng nỗi buồn mất cha. Vì mất cha, đời sẽ bơ vơ, đời sẽ trọn kiếp mồ côi. Và sẽ không bao giờ còn được thấy cha. Khi gặp gian nan, không còn cha để nhờ người gánh bớt, chia sớt. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con. Trong căn nhà trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi không cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con không còn thấy. Cha tôi nhìn tôi dại khờ, cha ơi từng ngày mất cha con dại khờ giống như trẻ thơ, con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày khăn tang sầu heo hắt, khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi
cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Chúa chúng con cho phần mọi sự giữa
Chúng ta cầu xin Chúa trong cổ đua xe vừa được cõi thế, được hưởng hạnh phúc vinh quang của những người luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho thân nhân và bạn hữu của cụ ông Giô-se. Xin Chúa viên đời đau thương thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang sum họp nơi đây để cầu nguyện cho cụ ông Giô-se được thôi thúc can đảm thi hành thánh ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân cha ta sáng, nước cha chỉ đến, như cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay luôn thực hành này và tha tội chúng con, như chúng con cũng tha cả con ở chúng con. Xin cho nên chúng con sai trước cam dỗ, nhưng kêu người tin của chúng con đây được sống lại như con cha, người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lạy Cha, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sư chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Cha dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời không do tay người phàm làm ra. Lạy Cha, xin thăm hoa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là chiếc ao, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát của người anh em chúng con đây cư ngụ, để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Chúa. Xin cho nhà tạm này được Cha thăm hoa và chúc phúc, trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em chúng con là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha là đấng tạo hoa, Cha đã tạo những muôn vật tốt đẹp và đã thăm hoa chung. Xin Cha ban phúc lành cho những tang phục này, để những người thân trong tang quên khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của Cha trong tâm hồn. Biết biết đau thương thật lời nguyện chân thành tha thiết dâng lên trước tôn nhang Cha, để được Cha thương xót độ hồng ân xuân cho người qua tu và tang quên chung con. Xin cho những người thân trong tang quên mặc tang phục này thể hiện sự hiệp thông, để đền ơn đáp nghĩa người qua tu, yêu thương gắn bó và đùm bọc lẫn nhau và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu, xin thương nhận lời chúng con khẩn cầu mà ban cho linh hồn Giô-se mau hướng tôn nhang Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Trong gian truân tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Lòng bừng thầm giữa muôn cuồng sóng đại dương, bao dòng đường cuốn trôi, bao nhiêu phong ba cũng gió lắm tấm thân tôi. Trong gian truân tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời tôi. Em thân mến, ở đây chúng ta cùng đọc ba điều chúc mừng đến linh hồn Giô-se cho Đức Maria và tin tưởng vào lời cầu của mẹ linh hồn Giô-se sớm cường tôn nhan Chúa.
Tuy mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà có phúc ra hơn mọi người ơn và Giêsu có lòng và vùng phúc và Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ đến tử. Amen. Tuy mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc ra hơn mọi người nữa và Giêsu có lòng và vùng phúc và Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có kính mừng Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria đời Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con cậy vì Thánh Chúa nhân từ cho linh hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi. Vẫy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Maria, mẹ ơi, mẹ nói nghe lời bao người từ chốn tối tăm bước bao sâu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu. Nỗi vực sâu thương đau bao hồn đang khẩn cầu, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui. Trông vì bao công ơn con mẹ Chúa xin cho linh hồn Giuse đừng nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Chúng con trong cõi thân thánh đứng ngài Chúa Trời, xin chia sẻ cho hoa lời chúng con người trong cõi gia la thiêu thôn đứng giữa đồng trinh điển vinh sáng lã. Hằng Chúa giúp con thoát khỏi mọi sự dữ. Amen. Giêsu Maria Giuse, con mẹ yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Xin đi cha và con và thánh thần. Còn sống xa quê nhà vẫn một lòng thương nhớ mẹ cha, như tuổi thơ con được cha ôm ấp dìu bước con trên mọi nẻo đường. Bao ước mơ cha sống cho riêng con, quên nhọc nhằn nuôi thăm rừng xa. Ôi tình cha vững vàng như núi thay, tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Cha hỡi cha, con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con nắng chiều thắm sầu. Để hồn con nắng chiều thắm sầu. Cha ơi cha, sao cha bỏ con? Con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha, sao cha bỏ con? Xin một lần đền đáp tình cha. Thank you.
nghĩa trang đã mấy xuân thu hạ, cánh nghèo nàn dây dứt lòng cha, mong đàn con trâu bầy mau vươn lên được ấm êm trong cảnh thái bình. Theo tháng năm con lớn khôn nên người, vẫn một lòng mong đáp tình cha, bồi tình cha vững vàng như núi Thái, tình nghĩa cha con nào đáp đền. Tình nghĩa cha con nào đáp đền. Cha hỡi cha con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao xưa. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con nắng chiều thắp sầu. Để hồn con nắng chiều thắp sầu. Cha ơi cha sao cha bỏ con, con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, xin một lần đền đáp tình cha. Cha ơi cha sao cha bỏ con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha sao cha bỏ con, xin một lần được đền đáp.
về vắng bóng cha yêu. Cha ơi, lời cha khuyên nhủ con sống cho nên người, tìm con ghi nhớ công cha biển trời. Lời cha vẫn còn đó, nhưng mà cha nơi đâu? Chân trời đang tím màu, chỉ còn là cơn đau. Còn đâu, giờ còn đâu nữa? Tháng năm vụt qua, mắt cha nhạt nhòa. Bên con thuở ấy, vỗ về yêu thương. Còn đâu, giờ còn đâu nữa? Người cha thân yêu, đời con sẽ bơ vơ. Bước chân thẫn thờ, bỗng nghe dại khờ, vỗ về tuổi thơ. Còn đâu, giờ còn đâu nữa? Tháng năm vụt qua, mắt cha nhạt nhòa. Bên con thuở ấy, vỗ về yêu thương. Còn đâu, giờ còn đâu nữa? Người cha thân yêu, đời con sẽ bơ vơ. Bước chân thẫn thờ, bỗng nghe dại khờ, vỗ về tuổi thơ. Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng bao năm qua con làm cho cha buồn phiền. Giờ đây con muốn đáp đền, nhưng mà cha này con còn đâu? Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng con yêu cha, ân tình ghi sâu một đời. Thời gian không thể xóa nhòa giữa đời, con luôn nhớ về cha. Cha ơi, con muốn thưa với cha rằng con yêu cha, ân tình ghi sâu một đời. Thời gian không thể xóa nhòa giữa đời, con luôn nhớ. Không, bữa liền là bữa tối rồi. Không, à là không ăn liền. Chưa? Không ăn liền, không ăn tối. Không ăn tối thì là... Như nào bây giờ đó, đây, bác Kiến này. Ăn bữa trưa ấy thì... Bữa này là bữa buổi trưa. 2 giờ ăn xong rồi là ăn xong rồi. Không là... ăn tối đi. Không ăn tối. Ăn đám ma về xong rồi ăn. Chưa lấy kích lắm. Chưa nhiều khi á mà cứ tối hết rồi. Để yên để yên ăn. Ừ. Dọn dẹp linh lắm. Cứ xong rồi cái về đằng ai ở đó ai về về lúc đấy người ta muốn ở đó về là hay nhất. Thế giờ ý kiến bà gì đấy thì giờ bà ăn trưa hay ăn chiều thì tùy bà. Thì thôi ăn tối thì thấy bây giờ thì cái này thì cái ý của bà thì bà bây giờ bà khó nghĩ lắm, bà không biết bây giờ thì thứ nhất là con và các cháu. Cho bà chứ bây giờ. Thì thôi bây giờ quyền lại cho chú Thắng đi. Chú Thắng ơi, chú Thắng ơi, bây giờ nói là nói chuyện thế thôi. Thì bây giờ là quyền của chú Thắng, chú Đại. Các chú ấy, một mình em sao đấy là quyền của các chú, các cô thôi. Cô với chú là đa số là tiểu tố. Thì thôi ăn buổi tối. Đi đám ma về là ghé vào. Đi về là ghé vào. Đâu là đa số
thiểu số đâu. Số đi, nhập mặt đi. Nhiều người gọi ok. Con thấy số mình cứ đi xong này. Này là tôi nhẹ thôi. Nhẹ nhẹ thôi gọi là nhẹ thôi. Anh ấy là đội em mà. Vâng. Một giờ là hai giờ là nhập mặt rồi là đẹp rồi. Chứ đừng ăn tối. Thì đấy đang bảo là cái vấn đề là do mày ăn trưa ăn nước bỏ cũng được đâu sao bỏ được mà đâu sao tùy còn nếu mà nó phức tạp quá thì bỏ ăn cái bữa đó mồ thôi. Thì có ý kiến là ăn buổi trưa ngày thứ năm lúc 11 giờ. Xong ngày sau đấy là 2 giờ mình làm nghi nghi thức dập mặt để tiễn biệt thầy con ra nơi ăn nghỉ cuối cùng. Lúc mà đắp mộ thì mình ăn một bữa nữa. Con có ý kiến như vậy thì các anh chị cho em xin có ý kiến nào. Mẹ cũng đồng lòng như các con đấy vậy đúng không? Bây giờ thống nhất được cái gì phải không? Bây giờ cái ngày đọc kinh cho ông là ngày đầu tiên là ngày hôm sau. Đọc luôn. Bây giờ mình phải đọc luôn. Thì cái người mà hôm vừa rồi mà đúng sau câu nói á, là ông chôn á. Hai đứa có nhờ với hàng xóm là đọc kinh ngay hôm sau là ngày bao nhiêu đấy và lúc mấy giờ đấy là xong đi học là quyết là đọc thứ sáu luôn đấy phải không? Thì là hôm đó mà người nào mà cảm ơn hàng xóm á, thì là nhớ là phải nhờ người ta. Cái hôm mà chôn ấy chuẩn bị đưa ông ra ngoài ấy, là phải cảm ơn cha cảm ơn bậc đoàn ở nhà thờ đó. Bây giờ là không có cảm ơn nghĩa đen nữa. Thì biết rồi là bây giờ phải soạn một bài là cảm ơn ở nhà thờ luôn. Bây giờ anh thấy ngay cái hôm mà bây giờ là hàng xóm người ta xâm sát cái giờ nào này. Đấy, cái hôm hàng xóm xâm sát á, cái người cảm ơn đó là phải nhờ luôn. Sau đó rồi có nhờ người ta đọc kinh. Là phụ trách cái buổi đọc kinh đầu tiên luôn. Hôm nào ngày hôm nào mà xóm xâm sát là nhớ nhắc cái đấy. Theo tình em chưa báo xóm thì xong bắt đầu đi báo xóm. Bây giờ chú cứ đi báo vào trưởng thôi. Không, ông đi rồi. Hôm nay hôm qua ông cáo rồi, bây giờ lên xuống bằng Vinh. Thì bây giờ cứ thống nhất đi rồi mình mới báo được với xóm chứ. Thì bây giờ xóm nhất cho bây giờ nào đi đây. Chứ mình không có báo ra được. Thì báo chỉ báo là sao vậy thôi. Xong cái là hôm đấy là người ta tới thăm sát mình xin người cầm lên đánh cao. Sau đó là mình báo là có nhờ với hàng xóm là chiều hôm thứ sáu mà lúc 4:30 thì tôi nhờ hàng xóm là đọc kinh. Đấy là hàng xóm đọc kinh đầu tiên là buổi đầu tiên đấy. Đấy là cái con nhờ như vậy. Mới lại bây giờ cắt cử một người để đi xin các bộ đoàn đọc kinh. Thì đấy thì mới nhờ mấy tím hay là cô Ngân cô Nga đấy quen rồi á. Cái đấy là nhờ đi xong rồi ghi lên kia, ghi một cái sau đó là ghi lên kia luôn. Treo lên cho người ta đến làm sao người ta biết. Ngày rồi anh bây giờ xong rồi đấy có rồi thì bây giờ sẽ không có rồi chứ ai với là có nhờ đâu mới là ngay tắt. Làm cái khảo lược à vừa rồi. Không là một luôn. Đi không là một luôn. Thì cái đấy thì nó được. Bây giờ quan trọng là nên là với khối cái màu vàng cái này khoảng là mấy 80 rồi. Không bây giờ ông tự phụ trách hết rồi. Bây giờ là ông nói là mình sẽ chào hai em hết. Bây giờ là tất cả đám ma là ông con. Không hết là một cục luôn. Thì lớp này phải cái này nè. Bây giờ là như là con cha này là đổi mới. Lớp đẹp này đám cưới đám sinh cuối nhà như là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 2 triệu. Đó là 6 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 triệu. Đó
cưới nào bây giờ lỗ cũng đâu phải ra xin đâu, cứ lân lưu đấy. Nói đâu là tôi nên đấy tôi là tuổi tuổi bao nhiêu là làm cái khác hả? Không, không nằm ở chỗ này quá. Không bông nên làm tháng 6 ở trong trường Bắc. Nằm bên cạnh không lược, không lược. Nằm bên cạnh không lược. Nằm bên cạnh không lược. Dây mới là mẹ số 2 rồi, ông lượt nằm phía đầu. Hôm nay đầu à? Ông lượt nằm đầu rồi. Thấy ông nằm bên cạnh này. Bên cạnh. Cái đầu à đẹp. Mà ông mới đưa cái giá ra. Đấy, đấy mà đâu ai xin nữa không hết. Đại khái là ông lo hết, ông bảo là hết, ông lo hết chi phí là hết 3 triệu, là mình đưa 3 triệu là mình cần chi trả cho nó. Cái giá này là như vậy đấy. Đúng không? Mẹ của mình. Vâng, đám nào cũng như ai. Đám nào thế. Đám cưới không phải anh ạ. Đám cưới không thế mà đám mang. Ta làm như vậy nên mình đỡ mệt. Thế bây giờ chú thống với cả chú tài chú thế đấy có cái gì ý kiến? Nói xin ngay anh thầy hả? Bây giờ thống nhất là bây giờ học sinh là cái màu à? Cơ ăn bữa cơm trước trưa lúc mà cái màu à? Giờ mặt cơm nha. 11 giờ. Đến đang gọi điện Việt Nam rồi đi ra đầu. Sau đó thì mời các bác các cô là 2 giờ tới để 1 rưỡi đi 2 giờ là mình vào 1 đấy. 2 giờ là 1. 1 rưỡi thì nhà mình tiếp tục hình cổ tâm lý. Nhà mình ngay đây mà đi xuống nhà thờ. 2 giờ thì cứ chờ từ 2 giờ 15 2 giờ thì là 1. 2 giờ là 2 giờ thì chờ à. Mình phải sớm cứ 2 giờ 3 giờ mới đọc. Đúng 3 giờ là mình có mặt ở nhà thờ. Cứ đúng 3 giờ làm sao mình làm sao làm có 3 giờ. 3 giờ là không được nhỉ? Không chừng xuống tương luôn. 3 giờ tới 10 đi được rồi. Thả dốc lên đi xuống đây rồi. Thả dốc đến đâu rồi? 3 giờ thứ 15 đồng đi. 15 đi được rồi. Quay cửa lại.
sáng mà nó sang bên các không đây ấy bảo là bên nữ và bên các ông không có được ô bộ ô nào nữ nữ ô nào nam ra bên được trong ô. Thì biết sao không? Đằng ông này phải qua cái khu thí điểm mới mà không ai chụp qua. Ông giai là cha phải cho luôn cái cú lại. Ờ, nó cú gì? Ờ, cái cú là của đằng bà đấy. Mà đằng ông giờ trên bà. Ờ, lần đứng cái xuống. Ông ấy chỉ thò cái tay ông móc lên thôi. Ông lẽ phải sang cái khu mới. Ờ, ai cũng xuyên bên đấy ạ. Ờ, bên này. Ờ, đi nó bị gần cánh đài. Cái lỗ bên đấy lằng nhằng 62 với cả dưới 5 người chung chung ông chung ấy chung sáu mấy tuổi chung chỗ ông quyền ấy mổ quyền chia sẻ với gia đình, sau đó cùng với gia đình
để tôi ngươi xin Chúa những lời kinh tiếng hát tín thác linh hồn từ cư xe nơi lòng thương xót của Chúa. Và đây xin trân trọng xin mời Tăng Hiếu cùng hợp ý với giới cao niên của giáo xứ dâng lời cầu nguyện. Xin cha và con và thánh thần cầu xin Chúa thánh thần người thương thăm viếng hồn con ban xuống cho con lòng ơn chan chứa cao rồi cho ra ngôi thánh đường nguyện xin Chúa môi ba loài nghe lời con tiếng tha tình thương hết ước u có hạn ngày đêm nguyện thân xác ổn tràn lan ơn thiêng lạy cha chúng con ơi lên chiếc lều kia biết là chúng ta có mặc áo chứ không phải trần trụi. Thật thế bao lâu còn ở trong chiếc lều này chúng ta rên xiết khổ tâm vì không muốn cởi bỏ cái này nhưng lại muốn trùm lên thân lên mình cái kia để cho các cái phải chết tiêu tan trong sự sống. Đấng đã tạo ra chúng ta vì được biết đấy chính là Thiên Chúa, người đã ban thần khí cho chúng ta làm bảo chứng. Còn chúng tôi luôn mạnh dạn và chúng tôi biết rằng ở lại trong thân xác này là liên lạc xa Chúa. Vì chúng ta kiến thức nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được đến Chúa. Vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và điều chúng tôi biết hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng người. Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng trước và Kitô để mỗi người đã nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, Thiên Chúa là Đấng đã tạo thành mọi sự và biến đổi mọi sự nên tất cả để chúng ta không phải mất đi mà để chúng ta được tồn tại mãi mãi. Vậy cộng đoàn chúng ta cùng thiết tha cầu xin. Lạy Chúa, khi xưa Chúa luôn cảm thông sâu xa nỗi khốn cực của loài người. Chúa đã chữa lành các bệnh nhân. Xin Chúa thương nhận linh hồn Giuse đã chịu những khó nhọc trong cuộc sống mà đón nhận linh hồn Giuse vào hưởng hạnh phúc an nghỉ trong ánh sáng muôn đời. Xin Chúa nhận đời chúng con. Lạy Chúa, Chúa luôn tỏ lòng tha thứ cho tội nhân sửa đổi và ăn năn sám hối. Xin Chúa tha thứ cho linh hồn Giuse những gì đã sai sót lỡ lầm trong cuộc sống mà chúng con đang cầu nguyện để được lãnh nhận được từ bi của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha nhân ái, xin cho linh hồn Giuse thân phận yếu hèn tội lỗi nhưng đã thành tâm sống đạo Chúa, được thừa hưởng với ơn ích của Chúa. Xin Chúa nhận đời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, từ đời đời trước khi tạo dựng chúng con, Chúa đã vì yêu thương mà sắm gọn thiên đàng hạnh phúc cho chúng con. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con sống đạo hạnh khi còn ở trên đời để xứng đáng với thiên đàng mà Chúa đã hứa ban. Đặc biệt xin Chúa sớm hoàn tất việc thanh luyện của linh hồn Giuse mới qua đời và đón nhận linh hồn Giuse vào cõi phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới hầu cầu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhân lời con. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, đều Chúa chấp tối nào ai dối được, bởi Chúa hằng
chùa ban mưa, con đã trông cậy chùa, linh hồn con cay vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy chùa, nhưng kẻ làm dân nơi chùa trời đêm này, hay cậy trong người cho liên. Vì người đất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người tay tay. Chúa xin ban cho linh hồn chú sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Thầy ơn đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liền mãi. Chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn chú sẽ đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn chú sẽ phải tay ma quỷ. Tiên thanh tiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng để cho linh hồn thấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết khỏi phải xuống lửa vang hồ được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công việc đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Mẹ ơi bảo kính thưa quý cụ, quý ông bà trong giới cao niên, khi được tin phụ giúp xe và người thân thương của tăng quyến chúng tôi được Chúa gọi về, quý vị đã không chút quản ngại đến để chia sẻ niềm đau thương mất mát và cầu nguyện cho linh hồn chúng xe. Kính thưa quý vị, với 83 năm hành trình để tiến về nước Chúa, nhưng với thân phận yếu đuối mỏng tròn, chắc hẳn rằng phụ vun xe cũng không sao tránh nổi những lỗi lầm trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Giờ đây quý vị đã đến đây để cầu nguyện cho linh hồn vun xe, và linh hồn vun xe cũng chỉ trông nhờ vào những lời cầu nguyện của quý vị, và cũng xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn vun xe. Và tang quyến chúng tôi cũng xin kính báo là vào lúc 14 giờ ngày thứ năm, tang quyến cũng có tổ chức đưa tiễn cụ du xe lên thánh đường tham dự thánh lễ lần cuối và tiễn đưa cụ du xe đến nơi an nghỉ cuối cùng là nghĩa trang giáo xứ Kẻ Sặc. Thay lời cho gia đình tang quyến, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và cũng xin quý vị ngồi chơi thư thả xe nước. Chúng con cũng ta kẻ con nợ chúng con,
xin cha để chúng con xa cho cam dỗ nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kinh như Chúa Trời là cha phép các vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh như Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi với các Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô chịu đóng đanh trên đầy thân gia chết là tăng xa xuống ngục tổ tông ngày thứ ba ở trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh mạng có ở khắp thế này, các thánh công công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Nữ Vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cười. Thánh này mẹ, chúng tôi con cháu là bà, ở chốn cách đây, kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc trong đầu cánh thần thôi hỡi là Chúa đầu chúng con xin ghé mặt chân chàng chúng con lên sao khỏi đây xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà cùng phúc là ôi quan thai nhân thai diệu thai thánh Maria trọn đời đồng trinh hương bao sâu vẫn vững tâm trong đêm kêu cầu nơi vực sâu rừng đầu bao hồn đang khấn cầu mẹ đến cứu đưa về nơi an vui trong hình bao công ơn con mẹ xưa giáng trần chịu chết để xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tôi tan buông bao sâu, vẫn đứng tâm trong đêm kêu cầu. Ở đây, thì xin tiếng biệt lũ lần cuối cùng. Cũng biết rằng, sinh lão bệnh tử, cái chết nó đến thì không thể nào tránh được, nhưng dù sao chúng cháu cũng cảm thấy buồn ngủ và sự thật. Hôm nay chúng cháu đến đây với một ước nguyện là cầu xin Chúa cho chú ra đi được thật thanh thản, và cũng xin cầu xin Chúa sớm đưa linh hồn chú sớm được hưởng thăng nhan thánh Chúa. Giờ đây chúng cháu xin một cầu nguyện với Chúa. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu lạy Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã tha lòng phán định lỗi nghĩa cùng Chúa. Vì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa gì tội cũng làm được cho sức. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con nhờ chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng Chúa chúng tôi với phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh thời bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô chịu đóng đanh trên thầy thân ra trên là tham gia xuống một tổ thân ngày thứ ba ở trong kẻ trên mà sống lại lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng ngày sau với
tới trời lại xuống phan xét kè sông và kè trên. Rồi tìm tính nước Chúa Thánh Thần, rồi tìm kho hồi lanh mạng có ở khắp thế này. Các thanh thông công, rồi tìm phép tha tội, rồi tìm xác loài người này sau sống lại, rồi tìm hằng sống vậy. Nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được thầy thân lành mẹ. Chúng tôi còn cháu eo bà ở trong căn đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi có khó khăn và kêu bận bà thương. Ôi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin nghe mặt thương xem chúng con đến sau với đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con làm bà hồn cũng là hồn quan thay, nhân thay, tiểu thay, thân Maria trọn đời đồng sinh. Amen. Con thân thương thân thiên thần, tinh thiêng liền sang lang. Con cảm ơn được thân thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Được thân thiên thần là thầy con, mở lòng cho con biết được đạo Thánh Chúa Trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức Thánh Thiên Thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm cho đến trọn đời. Nếu mà quỷ dữ đang đổ được con lại Đức Thánh Thiên Thần vẫn nguyện cho con tâm mình sang láng, giữ mười điều răn, chữa mọi sự dữ đến khi con lâm chung. Xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần đời sớm vui vẻ đời đời chẳng cùng. Trong nhân xuân tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa mà Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Bao phần đưa hồn tôi bao chiều phong ba vùng sâu lắm tâm thân tôi. Trong gian chân tôi đã kêu cầu mà Chúa đã đáp lời tôi. Từ vực sâu tôi nài van Chúa mà Chúa đã nghe tiếng tôi. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán thưa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời ưa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày, hay cậy trông người cho liên, vì người chấp nhận lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, khi một lòng thương xót tha thứ liền mãi, chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn du xe đã qua đời. Xin Chúa cho để linh hồn du xe phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn du xe đời đời. Một thiên thân thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa, vì trên loài hài xuống lửa hoa ngộ, được lên thiên đàng, hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa mới trời hạ xuống thế gian 23 năm, cùng chịu những sự thương có cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Chúng con xin tha rất nhân thành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Giuse là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay. Phạm toàn đơn nơi lửa liền cầu ấy, thì xin mở cửa tù giặc ấy cho ta, mà đem lên chốn hương mọi sự vui tạc là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con đã chờ.
trên trời, chúng con nguyện nhân cha ca sáng, đức cha chỉ đến, đi cha thầy hiện dưới đất trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha tội chúng con, như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin cho để chúng con ra chiếu cam thủ, nhưng đưa chúng con cho phải sự giữ. Amen. Lớn mừng Maria, lời ơn cô đức của trời ơn của bà, và có phúc là ơn mọi người nữ, và Giê-xu phán lòng bà có phúc là. Ơn Maria, đức mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Giê-xu Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu đôi linh hồn Giuse. Giê-xu Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu đôi linh hồn Giuse. Giê-xu Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu đôi linh hồn Giuse. Maria, mẹ ơi, mẹ gọi nghe lời bao người, chốn tôi tâm vương bao u sầu, vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Nơi vực sâu gương đó bao hồn đang phấn khởi, mẹ đến cứu đưa về nơi an vui, chồng vì bao con mẹ xưa giáng trần, xin phụ trình để xóa tội cho muôn dân. Maria, mẹ ơi, mẹ gái nghe lời bao người, từ chốn tôi tâm vương bao sâu, vẫn vương tâm trông lên kêu cầu. Xin Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kinh Đức Chúa Trời là Cha phép các vô cùng đường lên trời đây. Tôi tin Kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, chịu âm thanh trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống ngục tố tông, ngày thứ ba vợ trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép các vô cùng. Ngày sau hơi trời này xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin các ta tội, tôi tin sang loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Nữ Vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy thân lấy mẹ. Chúng con còn cháu e bà, ở chôn thác đầy, kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu thần bà thương. Ôi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thân xem chúng con đến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giê-xu, con lòng bà vô cùng là ôi khoan thay đến thay. Điều thay thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu, kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhắm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tôi là ai tôi được. Người Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa khai thưa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con thay vì lời ngươi ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân đến Chúa cho đến ngày, hay cậy trông người cho liên, vì người rất nhân lành, hãy thương vô cùng. Kẻ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người hay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đầu và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ hiền lành. Chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn du xe đã qua đời. Xin Chúa chờ để linh hồn du xe phải may mắn vì đừng quên linh hồn du xe đời đầu. Hồ Thiên Thánh Kiên Thần nhân lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn lấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết và phải xuống đô hóa ngùng, được lên thiên đàng, vô cùng vui vẻ vô cùng, vì công nhận Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giê-xu xưa với trời mặt xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn trên ta được dùng. Vì vậy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin ra cần phải cho linh hồn du xe là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay, hoặc còn giam rơi lưa liền tội, thì xin vào cửa tù giảm ích cho ta.
mà đem lên chốn thương mọi sự vui thật ra nếu kiếm cả. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sáng, nước Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lên được hàng ngày, và đang ở chúng con, nhớ chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin Cha để chúng con sẽ chết cam thơ, nhìn kêu chúng con cho mọi sự tử an. Kinh mừng Maria đầy ơn con Đức Chúa Trời ơi, cùng bà con phúc là hơn mọi người nữa, và Giêsu có lòng bà gồm phúc là. Maria con trong cơn thất thanh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa chế chớ bỏ lỡ chúng con trong cơn gian nan thiếu thốn, đứng đỡ đồng sinh hiện vinh sáng la. Chúa chúng con ra khỏi mọi sự tử an. Giêsu Maria, Giuse, con nên yêu, xin cứu độ linh hồn Giuse. Giêsu Maria, Giuse, con nên yêu, xin cứu độ linh hồn Giuse. Giêsu Maria, Giuse, con nên yêu, xin cứu độ linh hồn Giuse. Maria, mẹ ơi, mẹ hãy nghe lời bao người từ chốn tối tăm phương bao sầu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu nơi vực sâu thương đau bao hồn đang phẫn cầu. Mẹ đến cứu đưa về nơi an vui trong vì bao vâng ơn con mẹ xưa giáng trần cho muôn dân. Maria mẹ ơi, mẹ nói nghe lời bao người chốn tôi tâm thương bao sầu, vẫn vững tâm trông lên kêu cầu. Chúa hãy cho nhân loại con tôi bay, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa sẽ coi nào ai thôi, mời Chúa hàng có lần lời, vì lời Chúa hãy luôn hoàn thành, Chúa để con quay, Chúa nhân cả làm.
Con đây vẫn vui, con
lời con. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần sống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đơn lờ tin mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời sửa đen cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ con thánh đồng đồng. Vì vậy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên vui dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lời kinh nghiệm của quý vị vừa dâng lên Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ giảm
góp phần thanh viện để sớm đưa ông Chu Xe của chúng tôi về nơi vào vòng tay nhân ái của người. Thay mặt cho gia đình Tam Quyến cũng xin chân thành cảm ơn tri ân đến quý phụ huynh và quý chị em tâm giới hiền mẫu. Và gia đình Tam Quyến cũng kính báo là chiều 3 giờ ngày thứ năm gia đình cũng tổ chức lễ an táng cho Chu Xe và sau đó sẽ đưa Chu Xe cho nơi an nghỉ cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn. Xin cho
nay xin thay đổi mà không mất đi. Lũ con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi lại thấy tương lai. Tròn kiếp nơi nay không còn được bắn nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai, canh ba chủ trở về mà thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch khoét khoét nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Thưa quý bà trong hội Teresa, tôi xin đại diện cho gia đình Thăng Tiến gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị. Hôm nay quý vị đã tới đây dâng lời cầu nguyện cho linh hồn của ông Xe là người thân thương của gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất lấy làm an ủi và cầu mong ơn trên ban mọi ơn lành xuống cho quý vị. Chúng tôi cũng xin thông báo vào ngày thứ năm 15:30 ngày thứ năm, gia đình của Thăng Tiến tôi có tổ chức đi qua cùng du xe với những người tham dự cái lễ cuối cùng là tháng 8 tại nghĩa trang Võ Xứ. Quý vị mất chút thời gian tham dự và Võ Xứ chân thành cảm ơn. Ban tin nhà chúng tôi được tin cụ du xe được Chúa gọi về. Ban tin nhà chúng tôi đã tới để chia sẻ chia buồn cùng với gia đình
trong những lúc mất mát và đau thương này. Ban kinh ngạc chúng tôi cùng du xe là ở trong ban kinh ngạc chúng tôi thần niên nhất, cao tưởng nhất. Ban kinh ngạc chúng tôi hôm nay gặp nhau đến đây để chia sẻ cùng với gia đình và cầu nguyện cho cùng. Nếu còn ngăn trở cách nào thì xin Chúa nhân từ dầu lòng và hãy thương xót tha thứ cho cô để cùng sớm được về hưởng tôn nhà Chúa trên những đời sống. Buổi cầu nguyện hôm nay ban kinh ngạc của tôi xin kính mời quý cụ ông bà và gia đình Cao Tuyến cùng toàn thể quý vị hợp ý với ban kinh ngạc chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho cuộc đua xe. Nếu cùng còn ngăn trở cách nào thì xin Chúa tha thứ để bớt thần phạt cho cùng để cùng sớm được về hưởng tôn nhà Chúa trên những đời sống. Tôi đến kính nước Chúa Thánh Thần
Tôi tìm có hội thanh hằng có ở khắp thế này. Các thanh không có, tôi tìm phép tha tội. Tôi tìm xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tìm hằng sống vậy. Amen. Đại nữ vương, mẹ lên lại. Làm cho chúng con được sống, được vui, được khỏe. Thân này mẹ, chúng con quan trao mẹ và ở chốn khách đầy. Kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Ơi ơi, bà là Chúa bầu chúng con, xin nghe mặt thương xem chúng con, đến sau khỏi đây, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng bà gồm phúc là, ôi phan thay, lên thay, hiểu thay, anh Maria chọn đời đồng trinh. Amen. Tôi đang hướng vào mùa sâu, vẫn vững tâm trung lên kêu cầu. Người vượt sâu thương đau, ba hồn đang khấn cầu. Mẹ đến cứu đứa về nơi an vui. Trong thủy bao công ơn, con mẹ xưa giáng trần. Chỉ dù chết để xóa tội cho muôn dân. Maria mẹ ơi, mẹ mãi nghe lời bao người từ chốn tối tăm vướng bao u sâu, vẫn vững tâm chân lên kêu cao. Nhân lên ca bà con và thánh thần. Amen. Thưa gia đình người Tam Quyến, ban kinh nhạc chúng tôi có một bao thơ để gia đình cầu nguyện cho cụ Du Xe. Và hội ban kinh nhạc chúng tôi
tiễn đưa cụ từ nhà lên thánh đường ra nghĩa trang. Quý gia đình rời đất như thế nào cho chúng tôi biết để chúng tôi tiếp tục tiễn đưa cụ đến nơi tổ. Thay lời cho gia đình Tam Quyến và cách riêng thay lời cho anh Thống là trưởng ban kinh nhà, xin được gửi lời cảm tạ chân thành tới quý cụ, quý ông và quý anh em trong ban kinh nhà của xứ nhà. Sự hiện diện của quý vị lúc này đây nơi tăng gia chúng tôi thể hiện một nghĩa tình rất sâu sắc và cách riêng đối với một thành viên lão thành quá cố là cụ Du Xe đây. Cùng với những lời kinh nguyện và những tiếng nhạc thật là thấm thiết và quý vị vừa hiệp dâng lên Thiên Chúa, chắc chắn cụ Du Xe của chúng tôi sẽ được hưởng nhờ ơn phúc và ơn cứu độ mà quý vị đã nài xin Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành hồn sát trên toàn thể quý vị và nhất là viên chức ban kim nhạc luôn thăm tiến trên con đường thánh đức. Và gia đình Tam Quyến chúng tôi cũng xin được kính báo và kính mời, và chắc chắn rằng gia đình Tam Quyến chúng tôi cũng rất ước mong và kinh nhạc phục vụ trong các nghi thức mà gia đình Tam Quyến chúng tôi sẽ thực hiện nghi thức để an táng cho cụ Du Xe vào thứ năm tới đây lúc 14:30, ước mong quý vị cũng hiện diện để cùng tham dự các nghi thức an táng cho cụ Du Xe và cùng tiễn đưa cụ Du Xe đến nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa gia đình Tam Quyến chúng tôi xin kính mời và đa tạ. Và kính thưa quý vị trong gia đình thân Tam Quyến, tôi xin được thay lời cho giáo sống Đức Mẹ Vô Nhiễm, gia đình Tôn Gia và ông bà Thân Thái, gia đình Tôn Gia ông bà Trực, một số nhóm học sinh của cháu Tiện và trong gia đình của Du Xe ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi được tin cụ Du Xe Phạm Văn Chín được Chúa gọi về trong cái tinh thần các cụ có câu được tình lành với xóm. Chúng tôi đến đây để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ Du Xe. Với giờ đây tôi xin tất cả mọi người trong gia đình cùng hợp ý với chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Du Xe. Xin kính mời. Nhân Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thắm thiết hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao rồi cho đã. Chúa chúng tôi với phép Đức Chúa Thánh Thần và người xuống thẳng
với bà Maria đồng trinh, thiêu nạn đời quan phong siêu phi la tu, chịu đóng đánh trên cây thanh gia, chết bà tám xa xuống ngục tổ tâm. Mày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời mở bên hiếu đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông vương, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Amen. Lạy nữ vương mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được chạy. Thân lạy mẹ, chúng con còn cháu e bà, ôi chúng cách đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn bà thương. Ôi ơi bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau cõi đời, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu. Có lòng bà bụng cũng là, ôi khoan thai, nhân thai, dịu thai, Thánh Maria chọn đời đồng trinh. Con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa ban cho, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cay vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hay phải trông người cho liên, để người dân nhân làm hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho linh hồn tu sẽ được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liên mãi. Chúng con sẵn mình kêu xin Chúa cho linh hồn du xe đã qua đời. Xin Chúa cho để linh hồn du xe khỏi tay ma quỷ. Đừng quên linh hồn du xe đời đời. Mỗi khiến các thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng. Để cho linh hồn ấy khi sáng đã tin cậy Chúa. Thì khi chết tôi quay xuống lửa hoa hồn. Được lên thiên đàng. Hương phố vui vẻ vô cùng. Công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bơi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Vì dạy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn du xe là con Đức Chúa Trời đã qua đời hôm nay, hoặc còn gian nơi lơ liệt tội, thì xin mơ cửa tù là thấy cho ra, mà đem đến cho thương mọi sự vui thật cả nữa tiêm đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lời Cha chúng con đã trên trời, chúng con gửi dân Cha ca sáng, Đức Cha chỉ đêm, đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho mọi sự dữ. Amen. Đức Mẹ Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người. Đức Mẹ Giêsu con lòng bà một phúc là. Thánh Maria đấng mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội thiên nay và trong giờ lâm chợt. Amen. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Chúng con trong cõi dân thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chế chớ vô lời. Chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôi, Đức Cô Đồng Trinh nguyện vinh sáng lên. Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, lạy trái tim cực thánh cực tình dân thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria.
trọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con. Lạy các thánh tứ đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Maria. Kính thưa quý cụ, quý ông bà trong giáo xóm nơi những tình quý thầy, quý thông gia và các anh chị, bạn của anh chị em. Tôi xin được thay mặt cho gia đình cảm ơn đến tất cả quý cụ, quý ông bà cùng cả quý vị. Cùng chung cho một đức tin vào Thiên Chúa toàn năng, và cùng với lòng bác ái, quý vị đã bớt chút thời giờ đến đây để thăm viếng gia đình chúng tôi và dâng lời kinh nguyện cho cụ Giuse. Kính thưa quý vị, trong lúc tang gia của chúng tôi rất đau buồn thì quý vị đã có hiện diện để thăm viếng an ủi, cùng dâng lời kinh nguyện để cầu cho cụ Giuse. Với những nghĩa cử cao đẹp của quý vị, chúng tôi tin rằng Thiên Chúa toàn năng qua lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria và sự bảo trợ của Thánh cả Giuse, Thiên Chúa sẽ nhận lời và tha bớt thần phạt cho cụ Giuse. Chúng tôi cũng xin được kính báo đến tất cả quý vị, gia đình chúng tôi sẽ tổ chức lễ an táng cho cụ Giuse vào lúc 3 giờ chiều ngày 25, tức chiều thứ năm này. Xin kính mời tất cả quý vị cùng với đến với chúng tôi để cùng dâng thánh lễ sau cùng với cụ Giuse và kính đưa đến nơi an nghỉ của các trang giáo sĩ. Một lần nữa chúng tôi xin được chân thành cảm ơn, và chúng tôi cũng xin được kính mời đến quý giáo xóm vô nhiễm sẽ cử cho người cầm thánh giá đến cao, và sẽ buổi đọc kinh đầu tiên là vào chiều thứ sáu vào lúc 4 giờ chiều. Xin kính mời quý vị trong giáo xóm vô nhiễm cùng tham dự để dâng lời kinh nguyện đầu ngày buổi đầu tiên cho cụ Giuse của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý đàn già, giáo xóm rất nhà vô nhiễm, xóm Thánh Tâm, Chúa Giêsu cũng có hai phong bì ở lòng thành chúng tôi lưu đến tăng gia, kinh tăng gia đón nhận. Xin cảm ơn. Kính thưa tăng quyến, gia đình ông bà Dương Thái thông gia và các con có một vòng hoa để chiên và có một phong thơ để xin lễ cầu cho linh hồn Giuse. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý đồng đại. Kính thưa gia đình Tàng Hiếu, được tin cụ Giuse đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian, trong tâm tình hiệp thông cầu nguyện chung với quý xóm và quý thông gia. Chúng tôi là những người đại diện thông gia của gia đình ông bà Trục, cũng có phong thơ và một bức chứa cũng như hương nến để gửi đến tăng quyến xin cầu nguyện cho cụ Giuse cũng như để thắp cho cụ Giuse được nén hương.
Kính thưa gia đình Tam Quyến, chúng tôi được tin Chúa mới gọi cụ Giuse về với Chúa. Cùng là thân phụ của em Quyến trong ca đoàn chúng tôi, trong sự liên đới huynh đệ, hôm nay thầy giáo và ca đoàn chúng tôi đến đây để dâng lời cầu nguyện và chia buồn cùng Tam Quyến, cách riêng với em Quyến. Sự ra đi của cụ để lại cho Tam Quyến những niềm đau thương mất mát. Nhưng tin vào đức tin thì chết chỉ là thay đổi chứ không mất đi. Vì niềm tin đó thì lại mừng cho cụ đã được Chúa thưởng công ban cho tuổi thọ. Nay Ngài gọi cụ về để thưởng phúc thiên đàng. Xin nguyện chúc linh hồn cụ sớm về hưởng thánh nhan Chúa. Nguyện xin Chúa là đấng giàu lòng thương xót tha thứ mọi lỗi phạm và sớm đưa linh hồn cụ về hưởng tôn nhan nước Chúa. Giờ đây xin cộng đoàn cùng hiệp ý với ca đoàn chúng tôi dâng lời cầu nguyện cách riêng cho linh hồn cụ Giuse. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. La la la.
và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết thì như các ngài đã chết và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài vẫn không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính che chói sáng và chiếu tỏa như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn thân mến, trong niềm tin vào Đức Kitô đấng đã chết và sống lại để ban cho nhân loại được sống vĩnh cửu, chúng ta cùng tin tưởng dâng lời nguyện xin cho linh hồn cụ Giuse mới qua đời. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Giuse xưa kia nhờ bí tích thanh tẩy đã tiếp nhận mầm sống vĩnh cửu, được hợp đoàn cùng ca quanh trên trời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho linh hồn Giuse xưa kia đã rước mình Chúa Kitô là bánh hằng sống, được Chúa cho sống lại ngày sau hết. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, được chiêm ngưỡng ánh sáng tôn nhan Chúa muôn đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hãy cầu xin Chúa đón nhận linh hồn Giuse vừa mới qua đời vào vương quốc hằng sau muôn đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Chúa hằng nghe lời dân Chúa nài van, xin thương nhìn đến tôi tớ Chúa là linh hồn Giuse đã hết lòng trông cậy Chúa khi còn sống ở đời này, được tha mọi lỗi lầm và được hợp đoàn cùng các thánh trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhắm lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai đổi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cũng vì lời Chúa phán thưa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân nước Chúa trời đến mày, hãy cậy trông người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người hay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời được và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ hiền hà, chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn Giuse đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn Giuse phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn Giuse.
Giuse đời người. Một thiên thanh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết quay phải xuống lửa ma ngục, được lên thiên đàng hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Lạy ơn Xin Chúa ngôi ba,
chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dân cha cả sáng, đưa cha chỉ đến y cha ngày hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sai chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự giữ an yên. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép pháp vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Cio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tan xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngưỡng bên hiếu Đức Chúa Cha phép tâm vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hẳn có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác mọi người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai dối được, ơi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân với Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liền. Vì người dân nhân lành hay gương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người hay ai. Này Chúa, xin ban cho linh hồn tôi sẽ được nghỉ ngơi đời đời, mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn chúng sẽ cho khỏi tù và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa với trời mà suốt thế gian 33 năm cũng chịu đựng sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Vì thầy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin Cha hình phạt cho linh hồn chúng sẽ chúng con cầu nguyện hôm nay hoặc còn gian nơi Chúa liền tội. Xin mở cửa sổ ra ấy cho ra, hãy đem đến chỗ thương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà được phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, con cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà được phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, con cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà được phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn chúng sẽ được lên Chúa nghỉ ngơi, hằng sẽ thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con được mong Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Con vẫn trông cậy Chúa, càng nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên mẹ yêu mến, tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở mọi lời chúng con nguyện cho cơn gian nan. Tôi đâu tư nữ đồng trinh hiển vinh sáng lan. Hàng xưa chúng con cho khỏi mọi sự dư an.
Lạy do thanh trai tìm Đức Chúa Giêsu. Đường soi chúng con. Lạy trai tìm từ thanh từ tình do thanh Đức Bà Maria. Đường soi chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bản thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời hồng trinh. Đường soi chúng con. Lạy các thanh từ đạo Việt Nam. Đường soi chúng con. Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin yêu đổi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin yêu đổi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin yêu đổi linh hồn Giuse. Nhân danh Cha và Con và Thánh. Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao đổi cho em ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ban, hãy nghe lời con tiên thao, tình thương êm cho chúng con thôi.